Ok, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay đang có cái sự kiện X2, nên là mình sẽ cố gắng úp con đệ tử của mình lên 1 tỷ năm. Hiện tại sức mạnh của con đệ tử mình đang là 987 triệu. Và mình sẽ cố gắng trong ngày hôm nay, mình sẽ úp lên 1 tỷ năm. Thì hôm qua mình vừa mua cái bùa, thì mình đã úp từ 500 triệu lên 987 triệu trong 8 giờ. Và mình nghĩ là chỉ cần một cái bùa 8 giờ nữa thôi là con đệ tử của mình sẽ có skin 3. Thì hôm qua mình vừa mới mua được một cái găng bạc Zealot nhá. Nhưng mà cái găng này thì mình mua để dùng tạm thôi, chứ chưa có sa pha lê luôn. Mình đang dồn tiền để mua thêm một cái găng vàng Zealot nữa, cũng sắp lên 1 tỷ năm rồi. Nhưng mà mình dồn toàn dùng đồ không sa pha lê thôi. Có một set hút, có một hai đồ hút máu này, giày sức mạnh tiềm năng. Ok, thì nãy mình vừa mới mua ngọc. Mình sẽ ra siêu thị mình nhận ngọc nhé. Đậu phộng cho cứ mỗi lần ra X2 nó sẽ hơi bị lag anh em ạ. Nhưng mà có X2 mà bị lag thì cũng chán, vì úp nó cũng khó úp ấy. Mà thôi, là mỗi tuần có một lần X2 này cũng thích anh em ạ. Lag không sao đúng không? Đây, bán 330 ngọc, nhận được 317. À, 314 chứ nhầm. Ok. Mình sẽ mua cái bùa 8 giờ nhá. Đây. Lần này mình sẽ mua thêm một cái bùa trí tuệ nữa. Bởi vì là mình sẽ cố gắng úp thêm cả sức mạnh của mình nữa mà. Mặc dù là bùa trí tuệ nó sẽ không có tác dụng cho mình. Không có tác dụng cho đệ tử của mình, nhưng mà nó sẽ có tác dụng cho mình. Mình sẽ cố gắng để cộng có tiềm năng để cộng vào chỉ số ấy. Mua nói chung là 8 giờ thì cần là thôi mình mua tầm 13 cái vệ tinh đi. Nhưng mà cứ mỗi vệ tinh được 30 phút thì 8 giờ mình sẽ cần 16 cái. Mà thôi mình chỉ mua tầm 12 cái thôi, không mua nhiều. Ngọc thì chắc là sẽ để lại một chút nhá. Nếu mà cái vệ tinh này thì mình cũng có thể đi võ đài hạt mít để mình kiếm được, nhưng mà đông quá ấy. Trước thì mình vẫn đổi đổi khu để đấu được, nhưng mà bây giờ nó không cho đổi khu nữa thì là mình không có đấu được nữa. Nhưng mà chờ mấy thằng nó lầy lắm. Anh em vào võ đài và hạt mít thì biết. À ừ nhỉ. Sức mạnh một dưới 150 triệu mới vào được võ đài bà mít chứ nhầm. Thôi là nói chung là mình phải tự mua vệ tinh thôi. Chọn một cái khu nào đi. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình ấy thì khu 0 với khu 1 là không bao giờ có boss luôn. Cái boss Zambo ấy. Đây cái vị trí mình hay úp ở đây. Mình chỉ úp một con thôi nhá, úp hai con thì mình đứng giữa chỗ này này, mình đứng giữa chỗ này thì quái nó đánh chết mình đấy. Hiện tại là mình đã chia tay quá vi rồi. Là mình sẽ không gọi là hack được nữa. Mà hơn nữa mình không có vô hình ấy. Không có vô hình mình đứng đấy quái nó dã cho sấp mặt rồi. À quên cắm vệ tinh phát nhỉ. Anh em xem tiềm năng nó fail không? Chỉ sợ có thằng nào cắn trộm thôi. 76.000 tiềm năng, 80.000 tiềm năng một hit, phê. Như này thì cộng thêm HP đi. Đấy. Sắp max HP rồi nha ạ. Chứ max HP thì mình sẽ cộng thêm sức đánh. Rồi cứ đứng hưởng này thôi. Nhưng mà tầm 8 giờ thì mình sẽ lên được tầm 1 tỷ tiềm năng nữa. À không, mình không nghĩ đến 1 tỷ tiềm năng đâu. Tầm 800 triệu thì 700 800 triệu là vừa. Còn tin nhắn trên Facebook ấy. Đây, để cho mình cho anh em xem một tí. Nhưng mà mỗi lần quay video thì mình thường tắt cái Messenger đi, vì là nhiều anh em nhắn tin mình không thích ấy. Nó ảnh hưởng clip, đúng không? Đây mình cho anh em xem nhá. Nhưng mà mình có nhiều nhiều tin nhắn của anh em ạ. Còn số điện thoại của mình thì anh em gọi, cái số điện thoại của mình ấy thì là mình chỉ dùng để liên lạc với người thân thôi. Còn là mình sẽ không dùng để buôn bán nhá. Đây, 99 cộng tin nhắn đang chờ, có nghĩa là trên 99 tin nhắn ấy từ hôm qua đến giờ. Cho nick sơ sinh thì mình cũng không có nhiều. À đây. Cái này không phải là mình không dép nhá, mình là kiểu như không dám dép ấy, bởi vì là không hết nick rồi mà. Hết nick rồi mà bây giờ mà dép tin nhắn thì cũng hơi mệt đúng không? Đây chỉ có rất là nhiều luôn ấy. Hiện tại là mình chưa chưa dám dép tin nhắn nhá, bởi vì là không có nick mà. Đây cũng có nhiều lắm nha. Ok thì thôi, mình nhắc lại nha, số điện thoại của mình là không mình không dùng để buôn bán, thì là mình chỉ dùng để liên lạc với người thân thôi. Thì anh em gọi với mình sẽ không nghe máy, chung là gọi nhiều quá mình sẽ chặn luôn số đấy. Đậu phộng khó chịu lắm anh em ạ. Thôi thì chắc là clip mình sẽ tạm dừng đây nhá. Sao con đệ tử ở đây này, đấm nó luôn.
Và anh em xem được thì hay thì nhớ bỏ ra vài giây để ấn vào nút đăng ký kênh giúp mình nhá. À quên nữa, nếu anh em thử phán xem skin ba con đệ tử mình sẽ ra cái gì nhỉ? Anh em phán thử đi. Đây, cho xem chỉ số luôn này. 96k HP và 96k Ki. À, sức đánh tháo găng cho anh em xem nào. Sức đánh là 3033 nhá. Không, anh em thử phán xem nào. Xem nó sẽ ra skin gì. Anh em nào trước khi phán nhớ đánh răng nhá. Không thì mình ra ra cái gì nhỉ? Kaioken thì nó buồn lắm anh em ạ. Thôi, clip sẽ tạm dừng đây luôn nhá. Không xàm nữa. Anh em xem thì bỏ ra vài giây để vào nút đăng ký kênh giúp mình. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em trong thời gian sớm nhất. Bye bye.